Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Tuy nhiên đây là video của bạn Thu Trâm. Bạn ấy đã quay lại và đưa cho mình. Vâng, anh em hãy nhìn mẫu bay này, anh em nghĩ như thế nào? Vâng, nhìn ngôi làng này anh em nghĩ thế nào? Vâng, xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cô gái U17 tuổi đến từ... Anh em đoán xem ở đâu? Xin giới thiệu các bạn, đấy chính là bạn Thu Trâm ở Bình Thuận, sinh năm 2K3. Vâng, 5018 cúp đối với một người chơi ta hơn 9. Vâng, chỉ có 4 dân luôn. Vâng, báo cáo với anh em là mới chỉ có 4 dân. Và đây tướng tá là chưa hề mắc của ta hơn 10, ta hơn 9 luôn. Kinh khủng khiếp. 5018. Vâng, thời điểm tháng 4 năm 2020 của chúng ta đây. Tuyệt vời. Và bạn ấy bay với combo đó chính là vâng Baby Tiểu Long và Rồng với cả là Bloon. Vâng, họ hàng nhà Rồng tham chiến. Nhưng tuy nhiên bạn ấy bay không cần sử dụng hero luôn. Đang nâng king và Queen 24 bạn ấy không thèm chơi luôn. Thế mà lên được huyền thoại anh em ạ. Bắt cá mập là cực kỳ căng luôn. Và trong video này vâng mình hé lộ luôn cho các bạn. Trong video này sẽ có ảnh của bạn Thu Trâm. Vâng, ảnh này full HD không che cho anh em luôn nhá. Và nếu video này được đủ 2.000 like, 2.000 like thì các bạn sẽ có được mẫu bay mà phòng thủ rất là thành công của người chơi Thu Trâm này khi leo lên rank huyền thoại. Và anh em lưu ý là những cái tha hơn 13 nó đánh 3 sao thì thôi không thèm chấp nhá. Nhưng mà như kiểu là King Queen 30 chống tha hơn 9, tha hơn 10 đổi xuống mà chống được 3 sao thì quá tuyệt vời với cô nàng 17 tuổi đến từ Bình Thuận này rồi phải không? Và bây giờ chúng ta cùng đến với những trận thi đấu vâng bay mà không cần queen luôn, không cần hero luôn, không cần tướng luôn các bạn nhá. Let's go. Và nhớ là 2.000 like. Và chúng ta sẽ có video tiếp theo với nhiều hình ảnh hơn nữa của nữ game thủ bài cúp huyền thoại tha hơn 9 mà không cần tướng. Let's go. Vâng, như vậy là chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu này. Vâng, Inferno, Infernix tha hơn 10 các kiểu. Vâng, nữ game thủ đây là đang rank huyền thoại của bạn ấy luôn đấy các bạn nha. Vâng, nhìn anh em nhìn là thấy vâng hột tím một tiếc rồi. Bay cúp huyền thoại đấy. Khiếp thật. Vâng, nữ game thủ 17 tuổi đến từ Bình Thuận của chúng ta. Và mình sẽ để bất kỳ vâng trong cái video này sẽ có một ảnh của bạn Thu Trâm. Nên anh em cứ theo dõi đi rồi anh em sẽ thấy. À, và chắc chắn là trong đoạn đầu này thì mình không để đâu. Anh em cứ thoải mái tìm kiếm nha. Vâng, và như vậy là Baby Tiểu Long của chúng ta đã lòi mồm và... Ui dồi, ăn được 25% rồi. Anh em lưu ý nha, 25% rồi. Và đã vét rất sâu và rất sát vào khu vực gần nhà chính luôn. Qua ảo diệu với nữ game thủ rồi. Rồng điên, đập một bình quả lô. Ăn vào đây. Tuổi 17, bẻ gãy sừng trâu. Vâng, anh nào mà không cẩn thận em ấy bẻ hết. Đấy, vâng, anh nào cứ phải vâng, bay được huyền thoại rồi bắt đầu nói chuyện với Thu Trâm nhá. Vâng, nghe tên là đã thấy xinh gái rồi cơ. Ui trời, rồng điện ăn luôn khu vực nhà chính. Ui, đóng băng thôi rồi luôn. Vâng, êm xịt. Vâng, sao mà nhẹ nhàng vậy? Vâng, anh em có tiếc gì lượt like, share, đăng ký kênh nào. Vâng, 2.000 like, vâng, 2.000 like sẽ có thêm cái video về mẫu bay vâng. Thủ cúp huyền thoại của người chơi ta hơn 9 và nữ game thủ U17 này cho anh em. Kinh khủng khiếp. Vâng, chật trời lắm anh em ạ. 50 mấy% rồi. Vâng, một trận đánh sử dụng rồng vâng, thoải mái bay luôn. Vâng, có lẽ cái ạc ta hơn 9 của mình cũng phải nâng cấp đánh theo kiểu này cho nó chất. Ui giời ơi, em xịt luôn các bạn kìa. Quá căng. Ngon nghẻ thật đấy chứ. Vâng, 64%. Không sử dụng tướng nha các bạn nha. Đấy, leo rank huyền thoại, bay cúp huyền thoại luôn. Trời ơi. À vâng, tiếp theo là trận thi đấu. Vâng, đánh luôn nhà ta hơn 13, 5 cấp độ cho nó máu. Ừ, được đấy. Nhìn đánh em thấy tỉnh lắm và xinh gái rồi. Ui giời, loi nhoi vào đây. Vâng, có lẽ là mình cũng sẽ áp dụng cái kiểu combo mà nhiều Baby Tiểu Long này cho những cái ạc tha hồn bé của mình hoặc là phải đánh rồng thôi. Kỹ năng đánh bộ của mình rất là si đà. Đã dồn một em điện long vào cái hướng này rồi các bạn ạ.
góc 3 giờ, còn cái góc 6 giờ này thì vẫn đang thả baby để mà ăn thôi. À, anh em lưu ý là sử dụng sét với động đất thật là phù hợp nha. Nên không phải là chỗ nào thả cũng là thả bừa được đâu. Ông bạn ấy chọn dòng điện thả góc này, ăn được rất nhiều phần trăm luôn. Và như vậy là cánh từ 3 giờ đến 6 giờ. Vâng, ăn trọn bộ luôn các bạn nha. Hay nhỉ. Vâng, theo như kiểu lối đi của bạn này thì là góc nào bạn ấy ăn sạch và triệt để ở góc đấy. Vâng, lại bảo dòng điện làm một tour, vâng, tour de France nữa, đi lên về hướng 9 giờ nữa thì lại buồn cười. Rồi, góc 9 giờ là rộng lắm rồi. Ông bắn tỉa là cực hay luôn. Tính là chuẩn bài. Rồi, em rồng điện, vâng, chạy từ 3 giờ chạy về 7 giờ rồi. Vâng, không biết có đủ cơm ăn chạy về 9 giờ không. À vâng, đóng băng lại cái đã. Và anh em lưu ý là thả bình tõm nha, không thả vội nha. Thả vội là bị đại bàng nó bắn chết hết. Ý giời ơi, em ấy chạy từ 3 giờ đến 8 giờ và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vai trò bằng rồng điện phá đá mở đường. Rồi, và những em còn lại thì ăn khu vực ở trên hướng 12 giờ. Vẫn thoải mái ăn thừa 50% luôn. Hay nhở. Quá được ý các bạn ạ. Vâng, combo này có thể các bạn không lấy về được 2 sao. Nhưng mà có 1 sao như thế này đối với những người chơi bay cúc, đó là một điều hạnh phúc rồi. Và mình đã từng bay ở những ạc tha hôn bé nên mình hiểu cái cảm giác mà bị gãy, mất cúc. Vâng, nó buông xuôi lắm. Vâng, anh em ăn thì chỉ được có từng này cúp thôi này. Đấy, 6-7 cúp thôi. Mà mất thì 3-4 chục. Sọt lắm. Cái gì đây? Vâng, tha hôn 13, vâng, 5 sao. Vâng, rất nhiều công trình đã mắc của tha hôn 13 rồi. Để xem nào. Vâng, nữ game thủ 17 tuổi của chúng ta cân như thế nào đây? À vâng, đầu tư điện long ở góc 6 giờ. Anh em lưu ý tính toán hướng đi quân các kiểu nha. Và có baby ở hướng 9 giờ. Rồi, ui rồi, ăn quả bóng bèn hơi đau đấy. Đỏ loét luôn. Vâng, ảnh hưởng của Wizard là không đến nơi dòng điện. Như vậy là sẽ có được một pha ăn rất rộng nữa ở khu vực này luôn. Ui rồi, ôi tuyệt vời. Thôi xong. Vâng, quả đóng băng ấy là hơi bị thừa. Vâng, cứ nghĩ là ăn được nhưng không sao. Rất hên ở trong cái mẫu bay này là người chơi bằng X Element đấy không hề có nhiều trụ A chờ ở hướng này và ăn tốt. Đây là nữ game thủ mà bay huyền thoại mà không cần sử dụng tướng anh em nhé. Và những trận đánh không hề động đến tướng luôn, vẫn chỉ có baby họ hàng hang hốc nhà rồng thôi, trời hết luôn, quá khét. Vâng, anh em nào mà chưa lên được huyền thoại ở cái mức tha hôn 9 thì nói thật chứ. Vâng, kiếm cây gối đâm đầu vào và đập đầu vào đi. Vâng, ai đời để một nữ game thủ vâng 17 tuổi lên huyền thoại tha hôn 9. Vâng, 5018. Đùa càng lắm các bạn ạ. Rất là chất chơi. Vâng, bình thường chỉ có lên khoảng 500 mấy để chơi luôn 5018 cho nó máu. Đấy. Anh em nào bây giờ lên cúp là phải lên như thế luôn cho mà khe lẹt. Vâng, dòng điện bây giờ mới lòi mồm ra. Ui, Tesla các kiểu. Rồi, đấy, còn chấp hẳn cất hai con rồng đi về, không thèm ăn tài nguyên ở trên hướng 12 giờ. Đấy, toàn là hình hột tím các bạn nha. Khiếp. Vâng, tiếp theo đến đánh luôn nhà tha hơn 11 cho máu. Vâng, anh em lưu ý là trong video này sẽ có ảnh của bạn Thu Trâm nhá. Nên anh em tập trung chú ý theo dõi nhá. Vâng, đừng có bỏ qua hình ảnh của nữ game thủ, vâng, xinh gái này đấy, đừng có đùa. Vâng, đã xinh gái lại còn đánh game hay nữa. Vâng, tuổi 17 nữa, ui giời ơi, cái tuổi quá đẹp luôn. Anh em nào mà chưa được đến huyền thoại thì có lẽ nên đập đầu vào cái gối khẩn trương thôi. Đã bay cúp huyền thoại lại còn không cần sử dụng tướng. Thế nó mới càng chứ nị. Không thể đùa được với Thu Trâm đâu. Rồi, vâng, pha đóng băng quả tiêu diệt của Edifan quá chất. Nhưng mà dòng điện thì quá đen. Ăn luôn quả bom đen, mất hơn nửa máu, khổ. Rồi, như vậy là loang ngoang được 37% rồi. 38 luôn rồi. Úi dồi ôi, vâng, đầu tư quả cuồng nộ đây. Vâng, bịt em A trở lại. Ôi trời ơi, một phát ăn ngay. Kinh quá kinh luôn.
Tuyệt vời anh em ạ. Vâng, đánh đấm khét lẹt. Anh em nào mà chưa có kinh nghiệm bay cúp thì cứ áp dụng cái combo vâng họ hàng hang hốc nhà rồng này của bạn Thu Trâm về đi. Tuyệt vời. Rồi, đầu tư rồng cát kiểu vào công trình dưới này. Vâng, không thể ăn tài nguyên bởi vì tài nguyên đối với Trâm bây giờ là phù du lắm. Đây không hề phải là một cô gái vật chất một chút nào. Không hề luôn. Đấy. Đấy, Trâm chỉ cần tình cảm chân thật thôi. Không cần vật chất đâu anh em nha. Đấy. Bây giờ là một người chơi đến từ Town 12. Rồi anh em thấy không? Toàn là hình hột tím thôi. Càng lắm. Lần này vâng... Ôi ôi. Baby Tiểu Long của chúng ta hút một lúc 3 bom đen. Chạy 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 ngay đi. Vâng chạy. Không kịp rồi. À vẫn kịp. Ăn được cái lều. Quá đỉnh cao luôn. Chật quá. Đúng không? Các bạn thấy không? Vâng, một cô gái vâng không hề vật chất luôn. Vâng, mấy cái kho kệ. Kệ gạt qua một bên đi. Vâng, Trâm chỉ cần cúp thôi. Rồi, vâng, đã xử lý được một cái air defense ở đây. Không nói nhiều. Động đất 3 với cả là bình xét 6 các bạn nha. Vâng, anh em lưu ý nhớ combo về áp dụng vào cho nó chuẩn chỉ. Trời ơi, nó giật thì kinh rồi. À vâng, rồng điện có một pha quay xe cực kỳ thông minh luôn. Vâng, chạy bên này nó dễ thở hơn. Con rồng điện này thông minh thật đấy chứ. Vâng, vào đây nó ăn luôn được cái mỏ chim thì tuyệt vời. Nó ăn được thật. Và trời ơi, vâng, một cô gái thông minh, vâng, xinh đẹp như thế này nó bảo sao mà không lên được huyền thoại. Vâng, anh em mà muốn đặt gạch thì cần phải bước chân vào ngôi đền huyền thoại của Clash of Clans đã rồi. Có gì thì hãy nói chuyện với Trâm. Đấy. Ôi giời ơi, Trâm đã còn lên được huyền thoại rồi. Chứ còn các anh ở rank bạc, rank master, rồi quán quân thì chưa nói chuyện gì cả nha các bạn nha. Ôi giời, vâng anh em lưu ý là có ảnh nhá. Có ảnh trong clip nhá, Full HD không che nhá. Rồi, tuyệt vời chưa? Vâng, đánh cái nhà tao 12 bằng 60 mấy%, khét lẹt. Lại còn không sử dụng tướng. Vâng, đến chịu Trâm thôi Trâm ạ. Vâng, Trâm đánh như thế này thì anh em chỉ có chạy thôi. Khiếp quá cơ. Vâng, còn cất một băng cầm đi về nữa. Kỳ khủng khiếp. Vâng, tiếp theo chúng ta gần một nhà chính Town 11 ở rank huyền thoại luôn. Vâng, hai huyền thoại đánh nhau. Đấy, Town 9 tương luôn Town 11 các bạn nha. Vâng, không hề đùa chút nào mà cái mẫu bay mà kiểu ô vuông này. Vâng, nó khá là trồn. Nó rất là trồn đấy. Ăn được 3 sao ở nhà này là cũng khó đấy. Đấy là đối với những người chơi ngang cấp Town 11 với nhau nha. Mình không đề cập đến, anh em nên hiểu là mình đang làm nhà chính nào thì nói chuyện từ thằng nhà chính đó đổ xuống. Còn anh em mà cứ quy đổi vâng từ thằng nhà chính đó đổ lên thì chịu rồi. Chúng ta không cùng hệ quy chiếu thì không nói chuyện với nhau được rồi. Đó. Cái gì đây? Vâng, lại bảo vâng không tướng mà lại không dùng lính hội thành hay gì nữa thì cũng căng. Vâng, dường như là cái cách bay cúp theo kiểu này ấy, bạn ấy nhìn qua cái là đếm được bao nhiêu công trình là có đủ bao nhiêu phần trăm rồi. Mình nghĩ là vậy. Đấy, anh em thấy không? Đánh lòng vòng tí 45%, 47 rồi. Một trận đánh quá nhanh, quá nguy hiểm đến từ nữ game thủ 17 tuổi Thu Trâm 2K3 ở Bình Thuận các bạn nha. Vâng, đánh thế thì quá khét luôn. Xong một trận thi đấu nữa rồi, vâng, đập danh huyền thoại bên kia luôn. 10 cúp có được là siêu thơm. Và như vậy thì trong video ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn vâng một nữ game thủ 17 tuổi với số cúp cao nhất của người chơi này ở Tha Hồn 9. Đó chính là 5018. Vâng, bạn Thu Trâm của chúng ta đến từ Bình Thuận các bạn nha. 2K3 17 tuổi. Và nếu video này đủ 2000 like. 2000 like thì mình sẽ bảo bạn ấy chia sẻ cho chúng ta cái mẫu bay. Vâng, mẫu bay vâng leo rank huyền thoại quá tuyệt vời của người chơi này. Và nếu các bạn thấy hay và hấp dẫn thì hãy để lại cho mình nút like, share và đăng ký kênh các bạn nhé. Và anh ảnh thì anh em đã thấy rồi đấy. Vâng, một bạn gái rất là xinh đẹp của chúng ta phải không? Còn chần chờ gì nữa? Vâng, một cô gái hay mộng mơ. Vâng, nhìn mẫu bay là anh em thấy rồi. Vâng, vẫn đang chờ một chàng trai nào đấy của chúng ta đấy.
Và cùng nắm tay em đi đến cuối con đường nhá. Rồi, xin hẹn gặp lại các bạn ở video tới, khi mà video này đủ 2.000 like và sẽ có thêm nhiều hình ảnh nữa của bạn Thu Trâm. Hẹn gặp lại các bạn nha. Mình đi đây. Bye bye.